Xin chào các bạn, đến đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một kỹ năng rất là quan trọng. Kỹ năng số 11, đó là kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Như vậy thì kỹ năng giải quyết mâu thuẫn là gì? Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn thì chúng ta phải tìm hiểu được mâu thuẫn là gì. Mâu thuẫn là những xung đột, tranh cãi, bất đồng, bất bình với một hay nhiều người về một vấn đề nào đó. Mâu thuẫn trong cuộc sống hết sức đa dạng, thường bắt nguồn từ sự khác nhau về quan điểm, chính kiến, lối sống, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, vân vân. Mâu thuẫn thường có ảnh hưởng tiêu cực tới những mối quan hệ của các bên. Mỗi người sẽ có cách giải quyết mâu thuẫn riêng, tùy thuộc vào vốn hiểu biết, quan niệm, văn hóa và cách ứng xử, cũng như là khả năng phân tích, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh ra mâu thuẫn. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn là khả năng con người nhận thức được nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn và giải quyết những mâu thuẫn đó với thái độ tích cực, không được dùng bạo lực, thỏa mãn được nhu cầu và quyền lợi của các bên và giải quyết cả mối quan hệ giữa các bên một cách hài hòa và bình đẳng. Chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải luôn kiềm chế cảm xúc, tại vì kiềm chế là sức mạnh, tránh chúng ta bị kích động, nóng vội, giữ bình tĩnh trước mọi một sự việc để tìm ra nguyên nhân tại sao phát sinh được mâu thuẫn, cũng như tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Kỹ năng này cần được sử dụng kết hợp với nhiều kỹ năng liên quan khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng ra quyết định, vân vân. Và trong phần video tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về kỹ năng, đó là một kỹ năng thứ 12, là kỹ năng hợp tác.